Xin chào các bạn, mình là Khánh Phi. Năm nay mình 22 tuổi và mình sinh ra lớn lên ở Bình Thuận. Quê mình có truyền thống là trồng thanh long. Và khi mà các bạn muốn đi du lịch đến Bình Thuận thì các bạn hãy đến những nơi như là biển Đồ Dương, biển Cam Bình hoặc là khu du lịch Đồi Sứ, Mũi Né. Cái sở thích của mình là khám phá và tìm hiểu những điều mới lạ và tiếp xúc với mọi người để học hỏi những cái hay cái tốt của mọi người. Bởi vậy cho nên là mình đã quyết định đi du học Úc để mà tìm hiểu, để mà bước sang một cái đất nước mới, hòa nhập với những cái con người mới để học tập lối sống, phong cách sống cũng như là giúp cho mình năng động và tự tin hơn trong cái môi trường làm việc quốc tế. Hiện nay thì mình đang học Anh văn tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Bách Khoa. Mình học Anh văn như vậy để tăng cái khả năng nói tiếng Anh của mình để sau này khi mà bước sang nước Úc thì mình sẽ học tập được tốt hơn cũng như là nhanh chóng hòa nhập với đất nước Úc. Thì em đã có mong muốn là đi du học Úc và khi em tìm hiểu được thì thấy cái nền giáo dục ở Úc rất là được chú trọng. Khí hậu của nước Úc thì cũng rất là ôn hòa và con người Úc thì thân thiện. Và đặc biệt thì em có một người bà con ở bên Úc cho nên là em đã quyết định đi du học Úc để mà dễ dàng hòa nhập hơn với đất nước Úc cũng như là đỡ nhớ nhà và tiết kiệm được cái chi phí sinh hoạt ăn ở. Thì đầu tiên thì em sẽ học Anh văn trong vòng 15 tuần vì em đã có bằng IELTS là 5.0 cho nên là em chỉ học Anh văn trong vòng 15 tuần thôi. Vì em mong muốn là giảm chi phí học Anh văn bên Úc cho nên là em đã quyết định luyện thi IELTS chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Và trong vòng thời điểm đó thì em tự học là chính. Và ở nhà thì em mua những cái bộ đề luyện thi IELTS để mà tự luyện. Rồi song song đó thì em cũng lên mạng tìm hiểu những cái đề thi khó hoặc là học hỏi thêm nhiều từ vựng mới. Và thỉnh thoảng vào thứ bảy chủ nhật thì em cũng tham gia những cái câu lạc bộ tiếng Anh để rèn luyện cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Em sẽ theo học trường quản trị nhà hàng khách sạn William Blue. Thì trường em được thành lập vào năm 1990 và trường được công nhận là trường đào tạo ngành nhà hàng khách sạn tốt nhất tại Sydney và đứng thứ hai tại Úc. Và trường cũng được công nhận bởi Hiệp hội ngành nhà hàng khách sạn tại Mỹ. Và em thích nhất là chương trình đào tạo của trường, bởi vì chương trình đào tạo của trường thì song song giữa thực hành và lý thuyết. Thì mình sẽ có 6 tháng học tập lý thuyết và 6 tháng thực hành. Và đặc biệt thì trong quá trình mà học tập thì mình sẽ trực tiếp thực hành tại nhà hàng William Dining của trường. Sau khi mà học tập ở Úc xong thì em có mong muốn là được làm việc tại Úc 2 năm. Và sau khi làm việc và đúc kết đầy đủ kinh nghiệm rồi thì em sẽ quay trở về Việt Nam và làm việc tại giúp ích cho đất nước. Một hôm thì em có xem TV trên chương trình Hành trang du học thì có giới thiệu đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương và em cũng có tìm hiểu nhiều có công ty tư vấn du học khác. Và khi mà so sánh giữa nhiều công ty với nhau thì em đã quyết định chọn công ty Tân Đại Dương vì em được bạn bè cũng như là nhiều người khuyên là nên chọn công ty Tân Đại Dương. Vì công ty Tân Đại Dương là một công ty có kinh nghiệm trong việc thụ lý hồ sơ và giải quyết những cái hồ sơ đi du học. Khi mà em bước vào công ty Tân Đại Dương thì em cảm nhận đầu tiên của em thì các anh chị rất là nhiệt tình, hướng dẫn cho em tới từng bộ phận để mà giải quyết hồ sơ của em. Thì khi mà bước vào công ty Tân Đại Dương thì em đã được gặp chị Châu. Chị Châu đã nhận hồ sơ của em và sau đó thì chị Hương đã giải quyết hồ sơ cho em, sắp xếp hồ sơ của em rất là chi tiết, tỉ mỉ. Chị Hương đã giúp cho cái hồ sơ của em trở nên tốt hơn vì hồ sơ của em cũng tương đối là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà cuối cùng thì chị Hương đã giúp em giải quyết hồ sơ cho em và
đến ngày hôm nay thì em đã nhận được visa đi du học Úc. Cuối cùng thì em nghĩ rằng quyết định của em khi mà chọn công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để làm hồ sơ du học Úc cho mình thì rất là đúng đắn. Nếu sau này mà có bạn bè hoặc là người thân muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp cho bạn bè cũng như là mọi người thực hiện được các ước mơ đi du học. Và cảm ơn những anh chị ở Tân Đại Dương đã nhiệt tình giải quyết hồ sơ của em và giúp em thực hiện được ước mơ đi du học Úc. Em chúc anh chị nhiều sức khỏe và em mong muốn là một ngày nào đó thì em sẽ quay trở về và chia sẻ những kinh nghiệm về học tập và sinh sống tại Úc cho anh chị trong công ty tư vấn du học Tân Đại Dương.